Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình làm một clip nói về thằng Xpander. Thì cái xe này mình mới lấy đầu năm 2021, nhưng mà xe thuộc về 2020. Thì bản của nó là vẫn là bản ghế da. Ghế da rồi nhá. Thì nói chung mình cũng không có rành lắm về xe cộ đâu, nhưng mà cái trải nghiệm để mình chọn con Xpander này ấy, thì trước hết là mình phải nói về cái dáng của nó từ cái năm 2018 ấy. Khi lần đầu mình nhìn thấy nó thì mình đã thấy là cái dáng này quá đẹp để mình lựa chọn đến nó. Thì cái vấn đề mà mình quyết định mua thằng Xpander này, mình đang chạy số tự động. Thì trong cái lúc mà mình tính mình mua xe ấy, thì mình lúc nào mình nghĩ mình mua số sàn để cho nó khỏe. Nhưng mà thực tế ấy, khi mình đi trải nghiệm cái xe chạy thử xe Xpander số tự động ấy, thì nói chung là mình thấy cái mọi cái nó hợp lý hơn. Thứ nhất là nó nhàn hơn, thứ hai dễ chạy, cho vợ mình nó chạy cũng được. Thì mình nói qua về cái xe này thì chắc các mọi người cũng đã xem rất nhiều về cái loại xe Xpander rồi. Nhưng mà mình muốn chia sẻ thêm để cho mọi người có được cái sự lựa chọn tốt nhất về thằng Xpander. Thì mình chỉ chia sẻ những cái gì mình cảm nhận được thôi nhá. Còn tùy từng người, người ta chạy người ta đánh giá khác nhau về cái mặt ưu nhược điểm của nó. Về cái hình thức bên ngoài thì các bạn cũng biết nó là cái form của nó thì rất trẻ trung và năng động. Mình rất thích cái điểm đó. Nhưng có một cái mà mình đi mình cảm thấy mình trải nghiệm mình chưa ưng ý á, thì là cái gạt nước, gạt mưa ấy, thì nó hơi theo mình, nếu như nhà thiết kế hoặc nhà sản xuất lên xem lại, tại vì nó nhiều khi nó gạt nó không được sạch là điều mình chê đầu tiên. Còn mấy cái kia thì mình không nói tới, mình sẽ nói những cái điểm mà mình chê trước. Cái điều thứ hai về bên ngoài ấy thì có vẻ như cái lúc mà mình đóng cửa, cái tiếng cửa nó không được chắc tay lắm. Và nếu mà như cái cửa mình đóng mà không mạnh ấy, có thể nó sẽ không, cảm nhận của mình nhá, nó sẽ không cảm thấy nó không an toàn, nó không chắc. Đấy là cái lỗi thứ hai mà mình cảm thấy nó cần phải chỉnh sửa lại. Cái bên ngoài thì về cái phần mà bọc cái phần giả ly lốc ấy, thì mình thấy nó hay bị bám những cái lớp mà giống như kiểu bụi bẩn nó bám vào, thì mình cảm nhận nó giống như là một cái dễ bám vào những chỗ đó thì nó hay bị xấu, mình phải lau thường xuyên. Đấy là những cái điểm yếu của nó. Nhưng mà khi mà chúng ta vào cái phần nội thất bên trong ấy, thì chúng ta lại có được những cái mà trải nghiệm tốt hơn. Thì mọi người có nói cái xe này đi ồn, thì thực tế mình, nếu mà các bạn so với cái giá tầm tiền ấy, mình mua là đợt này, cái xe này mình mua là trong cái thời điểm được giảm giá 50% giá trị thuế trước bạ. Đúng, mình lấy cái xe này về là 672 triệu là ok hết. Đó, lên cái tầm giá này mà mình đòi hỏi cái sự chắc lịch hoặc là những cái mà cách âm tốt thì các bạn không đòi hỏi được. Cái lúc mình mua thì mình được trong cái phần gói quà khuyến mại ấy, thì người ta sẽ dán trần rồi, dán trần rất dày. Đấy là một cái cách âm cho mình. Cái thứ hai nữa là phủ dán kính cách nhiệt và nhiều cái gói khác nữa. Thì trong cái động cơ 1.5 của nó thì mình chạy, mình trải nghiệm. Thì nếu bạn nào đang chuẩn bị mua xe thì mình nên tham khảo mình, ý của mình thôi. Nếu mà các bạn nói xe này yếu mà chạy không nướt thì cái đó là cảm nhận của bạn. Nhưng mà mình cảm thấy như này, mình chạy xe từ Bình Dương về tới Sóc Trăng nhá, thì hầu như cung đường các bạn biết là quốc lộ 1A rồi, cũng như là vào trong Sóc Trăng thì trải qua rất nhiều cung đường, kể cả đường Nam Sông Hậu, bạn nào đi biết thì biết cái độ rằng, độ sắc như thế nào. Thì mình cảm thấy là thứ nhất nó vẫn đảm bảo được cái yếu tố là khỏe, không yếu. Thứ hai cái độ đầm xe vẫn có, và cái sự nói sao nhỉ, cái sự trông chênh của cái xe nó vẫn đảm bảo được cho một cái yếu tố của một cái xe. Thì cái điều nữa mình muốn nói là cái lúc mình vượt xe, đúng không? Thì nếu mà bạn nào đi trong cái chế độ mà bạn muốn vượt một cái xe, thì hầu như những cái xe mà 2 chấm ấy,
thì các bạn chỉ nhích chân ga hàng cái thì có thể nó lướt. Nhưng riêng dòng Xpander bọn các bạn cũng phải có được cái cảm nhận của cái lúc vượt, mình cảm thấy xe nó có trớn chưa. Nếu mà chưa có trớn thì các bạn cảm giác nó hơi khựng lại một tí, nhưng cái khựng nó trong vòng tích tắc à. Ví dụ mình nghĩ là nó khựng lại, bạn chỉ cảm giác nhẹ thôi, nó khựng lại rồi nó sẽ tự nó vọt lên, mà nó vọt nó lướt rất nhanh. Thì khi đó thì các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đó. Thì ở trong cái xe này thì mình hài lòng nhất về cái tiêu thụ nhiên liệu. Thì cái hôm mà mình đi lấy xe về thì cái bạn mà nhân viên bán xe, bạn bảo em chạy là tối đa, em chạy trung bình là em căn được là 6.2 lít. Nhưng mà mình chạy từ Sóc Trăng về Bình Dương, từ Bình Dương về Sóc Trăng ấy, thì mình căn được, mình chạy được 6 lít. Thì cái đó là một cái là mình cảm thấy ok, một cái sự nói chung là chấp nhận được cho cái xe của mình chạy một máy 1.5, tiết kiệm nhiên liệu. Còn cái đặc trưng của cái thằng Xpander này thì nói chung là mọi người cứ bảo nó chật, nhưng mà mình không chật. Mình 97 kg, cao 1m75, đấy, rộng rãi thoải mái, ghế ok, nói chung là như vậy. Vợ mình cũng mập, nhà mình 7 người, nếu mà xếp đủ ở đây chạy vẫn ok, vẫn bình thường. Hàng dưới cùng thì mình có năng phải hạ ghế xuống mình chở hàng. Nhiều khi mình có hàng gấp mình vẫn chở 150 kg đến 200 kg hàng chạy bình thường. Thì cái điều mà mình muốn nói ở đây là cái về cái xe này thì nói chung như này. Thứ nhất về cái cảm nhận của mình để chọn nó là cái form đẹp, có cái phong cách trẻ trung đó. Cái điều thứ hai mình muốn nói là cái sự ổn định về cái nhiên liệu, tiết kiệm nhiên liệu là có, phải công nhận là có. Cái điều thứ ba, với cái tầm tiền này để đòi hỏi một cái xe tốt hơn thì mình nghĩ chắc không có cái nào. Cái này nếu mà cái này là 10 điểm thì không có cái nào bám được nổi nó đâu. Mình xin không được nói mấy cái xe cùng phân khúc của nó, nhưng mà nếu mà để sự lựa chọn thì các bạn nên chọn Xpander. Còn mình đã thử trước khi mình mua xe này, mình cũng trải nghiệm rất nhiều xe để mình lựa cái xe để nó phù hợp nhất với cái công việc cũng như là cái mục đích của mình. Thì ở đây là các bạn cũng phải tìm hiểu là bạn làm gì, mua xe để làm gì phù hợp nhất cho bản thân của mình, thì các bạn nên trải nghiệm và tìm hiểu để mua đó. Nhưng mà riêng về cái dòng Xpander này thì mình thấy là nó đáp ứng đủ được cái yếu tố cho người tiêu dùng, cái mà cái giá cả hợp lý cũng là một cái phần để chúng ta cần lưu ý. Xpander thì cái dàn lạnh của nó thì tuyệt vời các bạn, tuyệt vời, lạnh rất sâu và lạnh rất nhanh. Nhiều khi buổi sáng mình đi mình phải cho cái số nhỏ nhất để cho nó phù hợp. Buổi trưa mà xe các bạn để lắng, các bạn để lắng mà xe nó mở ra nó cực kỳ nóng, các bạn biết rồi, cái nội thất nó hấp thụ những cái sức nóng vào ấy, thì các bạn chỉ cần mở kính hai bên ra và xả cho quạt mạnh đi, chỉ khoảng mấy phút thì nó sẽ giảm nhiệt rất nhanh, và cái máy làm lạnh nó làm rất nhanh. Cái đây cũng là một cái hay để cho mình cảm nhận được thằng Xpander này nó có giá trị về cái mặt hướng tới người tiêu dùng tầm trung. Còn nếu như các bạn muốn mua xe để mà giống như kiểu là mình thừa tiền hoặc mình dư giả tiền mua xe thì mình không chọn cái dòng Xpander này. Tại Xpander này thì nó phù hợp với những người có cái sự mà tầm trung ấy, giống như tiền, nói thẳng ra là ít tiền để mình đi xài này thì nó phù hợp nhất trong cái mức độ của chúng ta. Thì nói chung là mình chạy cái xe này 3 tháng thì mình cảm thấy là mọi thứ ổn định. Mình chỉ có mỗi cái thắc mắc là cái phần gạt mưa thì nó hơi không kỹ, và cái phần mà mình mạ chrome á, mạ nilock á, thì nếu các bạn để ý và các bạn không chịu khó lau chùi ấy, thì mình đi mưa gió bụi ngáy mình lau chùi thì nó sẽ có cái phần đốm nó nhìn rất bẩn. Nhưng mà các bạn chỉ cần lấy khăn nước lau sơ qua hàng cái thì ok. Còn phần nội thất bên trong ấy thì
ồn thì mình cảm thấy là trong cái phạm vi chấp nhận được. Nội thất ghế da ok, máy công suất 1.5 chạy cũng ok, không có phần bị yếu lắm. Và cái quan trọng nhất là cái tiết kiệm nhiên liệu số 1 nhé. Thì đây là mình chỉ chia sẻ cái phần của mình, cảm nhận của mình về thằng Xpander này thôi. Không phải mình mua nó mà mình khen nó, nhưng nó đáp ứng được cái nhu cầu của bản thân mình, cũng như là giúp mình rất nhiều trong công việc để có được những cái trải nghiệm, cũng như là cái mà để mình tiết kiệm hơn so với tài chính của mình, từ cái giá và cái tiền nhiên liệu đấy. Thì chúc mọi người tham khảo những cái dòng xe khác, thì cứ thể đánh giá, bạn có thể lấy mình trước khi mua cái xe này, mình cũng đi tham khảo những cái xe cùng phân khúc để mình chọn lựa, thì mình chọn ra nó là cái mà mình cảm thấy là ưng ý nhất, nó đáp ứng được cho mình những cái mà tiện ích nhất. Thì cái tay cầm thắng của nó, mọi người lúc mà xem video á, thì cảm thấy là nó rất to, rất thô, nhưng mà theo mình thì ok, không có vấn đề gì. Cái bản để tí tay này thì các bạn không phải lo nghĩ gì. Đây mình sẽ cho các mọi người xem. Cái bản tí tay này này. Đó. Và cái này thì cái lúc các bạn chạy thì các bạn tí tay các bạn cầm đây thì cảm giác nó rất ok. Đấy. Rất ok. Cái tí tay này mình mua có 100, à xin lỗi, 300 320 cả ship này. Đó. Rất bình thường. Còn đây là cái nội thất của nó. Đấy, mọi người cho ý kiến. Thì đây, đây là cái dòng xe mà nói chung là đáp ứng đủ cái yêu cầu nội thất, sang nói chung là nhựa giả da thì nói chung nó rất sang trọng, ghế thì da hết nha các mọi người, quá ok. Đấy, còn đây là cái tị tay giàn lạnh. Ra đây mình còn được tặng cái cam hành trình này nữa này. Đấy, nói chung ấy thì nếu mà để khuyên mọi người đang có ý định mua xe cái tầm tiền 700 trở xuống và cái loại 7 chỗ rộng rãi không, thì mọi người nên suy nghĩ về Xpander nhé. Nó sẽ đảm bảo rất nhiều yếu tố cho bạn. Rồi, xin chào tất cả mọi người.